Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Bão Conrey, cơn bão mới ngay sau bão Chami, đã tăng cấp thành bão nhiệt đới dữ dội sáng ngày 28 tháng 10. Cụ thể, tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines Pagasa cho hay, bão Conrey đã tăng cấp từ bão nhiệt đới với sức gió từ 63 đến 88 km/h thành bão nhiệt đới dữ dội với sức gió từ 89 đến 117 km/h theo quy định về bão ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Tâm bão Conrey khi tăng cấp cách Kasiguran, Aurora, Philippines 735 km về phía đông. Sức gió duy trì tối đa ở gần tâm bão là 95 km/h, gió giật lên tới 115 km/h và áp suất trung tâm là 985 HPA. Về hướng di chuyển của bão Conrey, cơn bão mới nhất gần Philippines đang đi về hướng Tây với tốc độ 20 km/h. Gió mạnh cấp độ bão trong bão Conrey lan xa tới 680 km tính từ tâm bão. Bản tin bão Pagasa nêu rõ có khả năng ngày càng tăng lên về việc đường đi dự báo của bão Conrey dịch chuyển về phía Tây nên không loại trừ khả năng bão đổ bộ hoặc áp sát Batanit, Philippines. Các nhà dự báo thời tiết Philippines nhận định bão Conrey tăng cường chóng vánh trong suốt quá trình di chuyển trên biển Philippines và có khả năng đạt cấp độ bão cuồng phong trong vòng 24 giờ tới. Thêm vào đó, ngày càng có khả năng tăng lên là bão Conrey sẽ đạt cấp độ siêu bão khi tiến gần Batanit, Philippines. Bão Conrey, cơn bão được dự báo thành siêu bão, đang diễn biến khó lường, chuyển hướng đột ngột và đã dự kiến được địa điểm bão đổ bộ. Theo tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa, bão Conrey, cơn bão mới nhất gần Biển Đông, vẫn duy trì cường độ nhưng giảm tốc độ di chuyển trên biển Philippines. Tâm bão Conrey cách Trung Luzon, Philippines khoảng 840 km về phía đông. Cơn bão mới nhất nối ngay sau bão Chami, bão số 6 ở Biển Đông, đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 10 km/h, với sức gió duy trì tối đa 85 km/h ở gần tâm bão và gió giật lên tới 105 km/h. Theo dự báo bão mới nhất của Pagasa, bão Conrey sẽ di chuyển về phía Tây trong 12 giờ tiếp theo, trước khi chuyển hướng sang Tây Tây Bắc vào sáng sớm 29 tháng 10. Với các diễn biến di chuyển hiện tại trong đường đi của bão Conrey, các nhà dự báo của Pagasa không loại trừ khả năng đường đi của cơn bão mới nhất gần Philippines sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây. Sau đó, bão Conrey có thể chuyển hướng Tây Bắc từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 10. Đáng chú ý, theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Trung tâm đang theo dõi sát diễn biến cơn bão Conrey ở vùng biển ngoài xa phía đông đảo Luzon của Philippines. Theo ông Tuấn, cường độ bão Conrey tiếp tục mạnh thêm và dự báo di chuyển về phía Tây. Không loại trừ khả năng cơn bão này sẽ tiệm cận vào khu vực Biển Đông. Đường đi của bão Conrey cho đến hiện tại vẫn cách xa đất liền Philippines. Tuy nhiên, dự báo đường đi của bão vẫn có thể thay đổi. Cục Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines dự đoán, vào đầu tháng 11, bão Conrey có thể tiến vào đảo Luzon, áp sát Biển Đông. Bên cạnh đó, dự báo bão Conrey đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc sáng sớm ngày 1 tháng 11 trước khi chuyển hướng Bắc Đông Bắc đi vào biển Hoa Đông. Mô hình dự báo bão của cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA cũng nhận định cơn bão mới nhất sau bão Chami cũng sẽ đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc ngày 1 tháng 11. Tin bão mới nhất của Tân Hoa Xã cho hay, để ứng phó với bão Conrey đang hướng về Trung Quốc, tỉnh Phúc Kiến ở miền đông nước này đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 4 với bão Conrey. Bão Conrey được Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo sẽ mạnh lên thành bão mạnh hoặc siêu bão. Ngoài ra, bão Conrey cũng được dự báo đổ bộ vào phía tây nam quần đảo Ryukyu của Nhật Bản. Sáng sớm 28 tháng 10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Chami đã tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền từ Quảng Nam đến Đà Nẵng. Tuy nhiên, vùng áp thấp này kết hợp với không khí lạnh vẫn gây mưa lớn trong nhiều ngày tới ở miền Trung, trọng tâm là Hà Tĩnh đến Huế. Trong những ngày tới, tình hình mưa lớn ở các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, gió mạnh và sóng lớn ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông còn diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo mưa lớn, tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa rông trên biển tiếp theo. Do ảnh hưởng của bão Chami, ngày và đêm 27 tháng 10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa to đến rất to.
Tổng lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 27 tháng 10 đến 4 giờ ngày 28 tháng 10 phổ biến từ 100mm đến 300mm, có nơi trên 500mm. Dự báo từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 150mm đến 250mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ rất cao xảy ra mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ ở khu vực này gây ngập úng. Ngày và đêm 30 tháng 10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa từ 30mm đến 60mm, có nơi trên 80mm. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua nên nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Hôm 27 tháng 10, bão số 6 Trà My đã gây mưa lớn, gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban Chỉ huy Phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ghi nhận tại một số nơi như biển Thuận An, gió mạnh nhất cấp 9, thành phố Huế gió mạnh nhất cấp 8, huyện A Lưới cấp 6 và tại huyện Nam Đông cấp 7. Đáng chú ý, tại huyện Nam Đông qua rà soát ứng phó thiên tai, huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện có 70 người đi vào rừng sản xuất, nhưng chưa trở về nhà khi bão Trà My đổ bộ đất liền. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, 70 người nói trên sinh sống ở địa bàn nhiều xã của huyện này và đi vào rừng khai thác keo tràm từ trước khi có bão, theo từng nhóm. Nếu vị trí khai thác xa khu dân cư, họ thường mang theo đồ ăn để ở lại trong rừng vài ngày rồi mới trở về. Cụ thể, lãnh đạo huyện Nam Đông cho biết, chính quyền các xã đã liên lạc được với 70 người này và vận động gia đình gọi họ về. Một số đã trở về nhà, số còn lại đều an toàn. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Đông, để ứng phó với bão số 6, toàn huyện đã sơ tán 88 hộ dân với 329 nhân khẩu tại các vùng xung yếu đến vị trí an toàn. Do ảnh hưởng của bão số 6, toàn huyện Nam Đông có 36 nhà dân bị tốc mái nhẹ. Địa phương đang chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Nước lũ dâng cao khiến nhiều nơi ở Quảng Bình và Quảng Trị bị chia cắt. Hàng nghìn hộ dân phải kê cao đồ đạc, di dời người và tài sản. Cụ thể, sáng 28 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến 7 giờ sáng 28 tháng 10, do ảnh hưởng của bão số 6, tức bão Trà My, một số nơi có mưa to nên làm gần 15.000 nhà dân bị ngập, hơn 100 thôn bản bị cô lập, chia cắt và người dân phải di rời, sơ tán đồ đạc khẩn cấp trong đêm. Từ 1 giờ ngày 28 tháng 10, tổng lượng mưa phổ biến ở Quảng Bình đo được từ 300mm đến 500mm, có nơi trên 500mm, tập trung tại các khu vực huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh. Hiện nước lũ tại các sông, suối ở Quảng Bình vẫn đang tiếp tục lên nhanh. Sông Kiến Giang đã trên mức báo động 3. Tại tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, bão Trà My, từ tối 26 tháng 10 đến chiều ngày 27 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến nước sông Sa Lung lên nhanh, người dân trở tay không kịp. Vào khoảng 20 giờ 10 phút tối 27 tháng 10 năm 2024, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhận được thông tin nhiều hộ dân ở làng Phúc Lâm và làng Sa Nam, xã Vĩnh Long đang bị mắc kẹt do nước lũ. Ngay lập tức, Công an huyện Vĩnh Linh đã khẩn trương phối hợp với lực lượng đang ứng trực tại các điểm xung yếu. Tại huyện Gio Linh, cũng trong đêm, Công an huyện đã khẩn cấp di rời 12 hộ dân ở xã Trung Hải về nơi an toàn. Trong khi đó, tại xã Vĩnh Long, nước sông Sa Lung đang dâng cao, vượt đỉnh lũ năm 2020 khoảng 1 mét, khiến hàng trăm nhà dân trên địa bàn bị ngập sâu. Hiện lực lượng chức năng đã di rời khoảng 600 hộ dân trên địa bàn đến khu vực an toàn.